Đừng hỏi tài xế taxi Uber có tốt không, đừng hỏi siêu thị về Amazon có tốt không, đừng hỏi khách sạn về Airbnb có tốt không. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đến thăm El Salvador sau khi mà El Salvador đã công bố là họ đã thanh toán hết trái phiếu trị giá 600 triệu đô la. Các bạn đã biết là trong vòng hơn một năm qua, biết như là tin đồn được viết bởi nhiều bài báo như là New York Times nói là El Salvador chuẩn bị phá sản vân vân. Cuối cùng đâu phải đâu các bạn, họ vẫn trả được cái số tiền trái phiếu là 600 triệu. Thì sau khi họ trả đó, El Salvador đã đến thăm và đây là cái chuyến đến thăm hàng năm. Sau khi đến thăm El Salvador đó thì quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết những rủi ro được đề cập đến trong việc áp dụng Bitcoin của El Salvador mà họ nói tới trước đây đó thì tuy là không phải là hiện thực nhưng mà cần phải cẩn thận và thận trọng hơn, và vẫn kêu gọi El Salvador xem xét lại các kế hoạch mở rộng việc áp dụng Bitcoin của El Salvador. Thì đương nhiên rồi các bạn, đừng hỏi tài xế taxi Uber có tốt không, đừng hỏi siêu thị về Amazon có tốt không, đừng hỏi khách sạn về Airbnb có tốt không, đừng hỏi IMF về El Salvador chấp nhận Bitcoin có tốt không. Đương nhiên là họ không thích rồi các bạn. Các bạn đã nhớ là IMF liên tục đàn áp El Salvador khi mà họ muốn chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp cách đây là gần 2 năm rồi. Các bạn đã nhớ là rất nhiều những tin đồn là El Salvador sẽ phá sản, El Salvador sẽ không được hỗ trợ từ IMF nữa thì coi như là xong vân vân. Và chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp sẽ dẫn đến là El Salvador hoàn toàn sụp đổ trong thời gian ngắn, cuối cùng không phải là sự thật. Và bây giờ IMF cũng đã nói là không phải là sự thật. Tuy nhiên họ cũng vẫn nói là phải cẩn thận và đừng mở rộng hơn việc áp dụng Bitcoin nữa. Thì IMF là một cái đơn vị, nó giống như là một ngân hàng mà được tập trung bởi một số những tài phiệt lớn như các bạn. Những cái ngân hàng này đó, họ tạo ra IMF để có một cái sự ảnh hưởng đến nhiều quốc gia. Các bạn thường là những quốc gia nghèo đó, những quốc gia nhỏ thì họ cần sự tài trợ tài chính. Tại vì cái tài lực của họ quá yếu thì những cái quỹ như là IMF đó sẽ cho họ vay. Nhưng mà khi mà cho vay đó thì phải có điều kiện các bạn, giống như là một số những cái quy định quốc tế đó cần phải xử lý như thế nào, bỏ phiếu ra sao, thì đương nhiên họ muốn có quyền quản lý đó. Họ sẽ không thích bất cứ một cái quốc gia nào mà họ đang có cái quyền quản lý hay là họ đang có cái sự ảnh hưởng bây giờ là không còn cần tới họ nữa. Đương nhiên Bitcoin là một thứ gì họ không thích. Và chúng ta thấy được là một trong những điều mà họ cũng quan tâm đó chính là những quốc gia khác đó có thể noi gương theo Salvador. Chúng ta cũng nghe nói nhiều rồi. Chúng ta có quốc gia Trung Phi, chúng ta cũng nghe nói tới Brazil các bạn. Brazil gần đây đó thì cũng đã có luật được ký bởi Tổng thống công nhận crypto là tài sản và có thể được sử dụng thanh toán ở Brazil các bạn. Thì đây là khác một chút so với những gì mà El Salvador đang làm. El Salvador là công nhận là tài sản nhưng mà công nhận là tiền tệ hợp pháp luôn. Brazil thì công nhận là tài sản và được luật pháp quản lý cũng giống như là có thể dùng để mà thanh toán nhưng mà không phải là tiền tệ hợp pháp. Tôi nghĩ là phần lớn những quốc gia đó họ sẽ không có đi cái bước đó nhanh chóng đâu. Tại vì El Salvador là quốc gia mà không có tiền của El Salvador, họ sử dụng đồng đô la. Thì trên căn bản đó, ở El Salvador cũng không có tiền El Salvador thì họ chấp nhận đồng đô la song song với lại BTC thì cũng hợp lý đối với họ. Nhưng mà đối với những quốc gia khác như là Brazil đó thì họ cũng có đồng riêng của họ, đồng real, thì đương nhiên họ sẽ không có muốn một đồng cạnh tranh với đại cái tiền pháp định được in ra bởi ngân hàng trung ương của Brazil. Nhưng mà ít ra các bạn thấy Brazil cũng là một quốc gia mà lớn hơn sau rất nhiều và có thiện cảm với lại crypto. Đặc biệt hơn đó, chúng ta thấy được là gần đây thì ngân hàng lâu đời nhất ở Brazil là Banco do Brasil đã ra quyết định là họ sẽ hỗ trợ khách hàng thanh toán thuế thông qua công ty Bitfy. Có nghĩa là các bạn nợ thuế ở Brazil, các bạn có thể hoàn toàn trả bằng crypto, các bạn không cần phải dùng tiền pháp định luôn. Thì đây đương nhiên là một cái thông tin cũng rất là lạc quan đối với crypto. Và những người nào mà giao dịch crypto ở Brazil đó thì theo tôi hiểu là cũng phải đóng thuế giống như là những nơi khác. Nhưng mà nếu như dưới hình như là 6.000 đô hay gì đó là không cần phải khai thuế. Thì đó là thông tin đến từ Brazil các bạn. Và những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này. Nếu bên nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.